Xin chào quý vị và các bạn nha. Chúng ta đã trở lại với ngày hôm nay. Như vậy là sau hơn 3 tháng thì sẽ là chúng tôi đã quay trở lại cùng với mình. Vậy là hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục qua một cuộc thi rất quen thuộc. Đó là chương trình Quý Cô Thông Thái ra mắt phiên bản đó là gì? G-Ship Mobile 2022. Và trận đấu ngày hôm nay sẽ là đội chủ nhà đó là Thành Phố Hải Chống Gió. Hay là đội Lâu Giờ Gió bao vệ bên phía tay trái. Và đối thủ đó là đội Kami bên phía tay phải. Tập phát sóng ngày hôm nay là tập phát sóng đầu tiên nha quý vị và các bạn. Và hôm nay bắt đầu chương trình G-Speed của ngày hôm nay đã chính thức ra mắt, bắt đầu từ tháng 10 năm 2021. Nhưng chương trình Quý Cô Thông Thái sẽ chính thức phát sóng có mặt tại thời điểm này ở đây để nhường cho chỗ cho các số chương trình tiếp theo. Và chương trình của chúng tôi quyết định đó là ra mắt đó là Rút Việt. Nghe cái tên Rút Việt thì tôi nghĩ rằng là một chương trình về ban nhạc dựa trên format của ban nhạc Việt. Và dù sao đây là một trận giao hữu nha, chúng mình đã giải đâu. Các bạn đừng quên theo dõi và đừng quên đăng ký nha. Hôm nay hai cái tay vừa đua này được đánh giá mạnh trong G-Street Mobile để cùng nhau tranh tài. Vì hai đứa đó sẽ là một trong những đồng nghiệp anh em với nhau. Và hiện tại ngày hôm nay đồ anh Lâu Giờ Gió đang nhận chỉ số 1-0 nha quý vị. Đây là một trận giao lưu để cùng để làm gì? Để kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian qua. Và từ bắt đầu từ tháng 10 sẽ phát sóng một buổi chương trình G-Speed Mobile năm 2021 đến nay là 2022. Và cũng như sẽ là phiên bản giải bóng đá này mini giao hữu dành cho học sinh nam và nữ. Ok. Và chương trình ngày hôm nay sẽ ra mắt đó là Quý Cô Thông Thái. Và đây là kênh YouTube chính thức của tôi có tên G-Speed Mobile Việt Nam, ra mắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2021. Và nick mới ra mắt vào tháng 11, đó là ngày 13. Và các bạn biết tại sao nick cũ bị mất không? Đó là nick cũ đã dừng lại ở tới level 35, hàng đó là bài kim 5 hay là bài kim 3 gì đó, thì các bạn cũng đã xem rồi. Và đừng quên có thể theo dõi cũng như là một buổi đoạn đua xe hay là đua xếp hạng tốc độ đơn hoặc là tốc độ đội, rồi đấu thì tốc độ đơn rồi tốc độ đội thường thôi, các bạn đừng quên xem. Và những gì đều một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, đây là những điều mà mình đã giành chiến thắng trong số các lõa loạt các thi đấu vừa rồi. Các bạn đừng theo dõi là tập phần đầu tiên nha. Đội Lâu Giờ Gió là đội Kami, đội Lâu Giờ Gió đang dẫn với tỷ số 1-0. À, nói chung cho vui thôi, đây là tập phát sóng đầu tiên nha quý vị, phần 1. Đây là chương trình Quý Cô Thông Thái ra mắt phiên bản G-Street Mobile 2022. Mùa giải đó là Tiết Thánh Trường Vi. Và mùa giải Quyền Thế Trường Lưu đã kết thúc rồi, sau 1 năm. Với những điều thú vị hơn. Và họ cũng đã trang bị cho mình một cái dụng cụ ESU Mini Book đang gây cấn. Và hôm nay bắt đầu phát sóng chương trình bóng đá có tên là Quý Cô Thông Thái để nhường thế chỗ cho chương trình Rút Việt ra mắt phiên bản nickname mới có tên là VTV Digital Center, tức là VTV Đài Truyền Hình Việt Nam nha các bạn. Vì hôm nay là năm 2022 nên là chương trình sẽ ra mắt luôn đó là Rút Việt, do vì thay thế cho những chương trình khác cho nên là. Và dù sao thì hàng của Trần Văn Chí đang là ngôi sao năm, thì thế nhưng là một trong những dự báo rất là khó. Có người thì bình luận cho rằng đó là trong cái cuộc đua ở mặt tốc độ đội ở trong map đó là Kiura, có đội thì nói là chơi xe rất là yếu, còn với đội có tên là level 75 có tên là nickname là Virus, còn Virus thì chắc không có nói gì hết. Bạn kia nói là xe yếu rồi chơi gà. Và thứ hai nữa là ngày vị thành phố âm nhạc cùng với tốc độ đội thì cũng nói là chơi gà, và cũng như nói đồng đội chơi gà vì người ta họ sử dụng CPK càng nhiều thì năng lực của đội xanh càng yếu, vì đội đỏ còn CPK càng nhiều được đánh giá mạnh. Và sau thì đây là một trận đua không hề dễ dàng, trận thua rất là nhiều, có người thì thường hách để mà về nhất để cho thành vua tốc độ, của con người thì lại
có cái tên là Vô Giờ Gió ở trong cái tập hôm trước. Thì do là anh ấy bị hát thì nên là vì sao không thể giành chiến thắng được. Đây là một trong những điều trường hợp chúng ta không được hát nha các bạn. Thì là tỷ số 2-0 đang thuộc về đội Vô Giờ Gió. Các bạn không nhớ, nhớ là chúng ta không nên hát nha. Không nên hát ECU Midibus, không hát tốc độ, không hát bút xe bút nha. Nói chung Midibus hay là bút gì hay tất cả các hàng loài gì không được hát. Và những trường hợp này coi như là tài khoản sẽ bị khóa. Các bạn nên nhớ là không nên làm theo bất kỳ điều gì. Và các bạn đừng quên những cái trận đấu khó trong từng đấu giải như Switch Mobile thì phải thường xuyên tập luyện, thường xuyên luyện tập các cái kỹ năng trên. Thank you. Cảm ơn bạn đến với chương trình Quý Con Rồng Thái ra mắt game thủ di Switch Mobile năm nay. Còn khán giả đó thằng này. Chào không? Rồi chào rồi. Rồi. Hôm nay sẽ là một buổi là quay vlog đầu tiên. Bắt đầu từ ngày hôm nay nhá. Đó là ngày 11 tháng 1 năm 2022 là ngày thứ ba đấy. Và các bạn đừng quên có những cái gì đáng nhớ. Cái điều đáng nhớ đó là một điều thực sự mà nói là sẽ có một buổi bóng đá trực tiếp tại trường sau đại dịch Covid-19 đi qua. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì các em học sinh cũng như các sinh viên cũng đã phải học trực tuyến tại nhà. Thì các bạn không thể tới trường trong thời gian này. Hôm nay tập phát sóng sẽ là đội Thần Thoại Chém Gió và đội Cami nha. Vừa rồi đội 2-0 đang thuộc về đội Thần Thoại Chém Gió. Sau hơn hiệp 1 thì cũng đã kết thúc rồi quý vị ơi. Mới thi đấu 20 phút rồi mà hiệp 1 của đội kết thúc với tỷ số 2-0 thuộc về đội Thần Thoại Chém Gió và hai đội đổi sân. Hôm nay sẽ ra mắt là phiên bản của giải bóng đá nha, tức là cái thánh đường bi á, cái thánh đường bi và bóng đá gì đều như nhau thì cũng được. Đây cũng là tập phát sóng thứ 11 nha quý vị, tập này tập 11. Vậy là kết thúc ngày hôm nay một buổi giao lưu đầy hoàn hảo và hoành tráng. Để dù ngày hôm nay đội Kami nói chung thì đội Mami Chi đã theo dõi clip được rồi. Thì nói chung thì Kami rất là thú vị. Và anh đã bốc map có vẻ là vì sao trong cái map của xe gió vừa rồi. Anh đã bốc map rất là thất bại. Vì lý do là bốc map 2 lần trong 2 vòng đua. Và các bạn không bao giờ làm theo nha. Đây là video mang tính chất giải trí á. Cho nên quý vị và các bạn không nên làm theo nha. Không nên bút map bất kỳ trong số map trên. Vì đỡ đâu là chắc chắn bạn sẽ về hàng cuối cùng, coi như là thua. Kể cả cái chuyện mà hacker thì cũng vậy. Cái chuyện hack thì không cần phải đương nhiên rồi. Cái chuyện hack thì chắc chắn nó sẽ bỏ cuộc. Dẫn đến là coi như là số điểm sẽ bị trừ điểm. Ok. Vậy là buổi giao lưu hoạt động của giải bóng đá mini dành cho nam. Đây là mùa tiết thánh đường bia tập 11 kết thúc rồi nha quý vị. Và bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 thì chương trình quốc việt 2022 đánh thức bản lĩnh do công ty trách nhiệm hữu hạn Timi phối hợp cùng với VNC Game và sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Chinam MOV Communication sẽ hợp tác cho sản xuất cho chương trình của chúng mình. Vậy là buổi giao lưu kết thúc với chiến thắng thuộc về đó là Đô Giờ Gió. Nên cái Đô Giờ Gió thì chắc cũng mạnh thôi, không sao. Mời các bạn tiếp tục ở những số tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang tiền vương. Mọi khó khăn trước mắt, dịch bệnh sẽ đi qua. Cuộc sống cũng sẽ trở lại bình thường. Dù là ở Sài Gòn hay là Hà Nội hoặc là những tỉnh thành khác, các bạn sẽ còn được đi học trở lại và gặp mặt nhau để cùng tham gia các hoạt động vui vẻ giải trí cũng như hoạt động của lớp trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa của các hoạt động trong các cuộc thi toàn quốc. Các bạn thành công.
Vậy là kết thúc ngày hôm nay là chúc mừng bạn Thần Thoại Chim Gió hay rồi anh Thần Thoại Chim Gió nickname rồi vô gió đã chiến thắng rất ngay rất là nghiêm túc. 2-0 là tỷ, 3-0 là tỷ số chung cuộc. Còn Kami, nickname của Kami là Karem nha. Các bạn đừng quên là có thông điệp gì muốn gửi gắm cho Kami, các bạn có thể vào gõ trên search của team bạn bè và Karem. Bạn chỉ cần gõ Karem thôi là ra. Còn Thần Thoại Chim Gió nickname là Taurus và có cái chữ là A cộng. Nga chào tạm biệt. Để cùng chúc cho nhau những cái lời năm mới vui vẻ hạnh phúc nha. Ai mà muốn đam mê đi xe để cùng nhau có thể tập luyện có một cách nhanh nhất. Còn đây sau khi mà kết thúc giải đấu ngày hôm nay thì sẽ có ra mắt một buổi hậu trường. Sau khi mà hậu trường kết thúc thì trước khi tăng giờ học thì clip sẽ kết thúc tại đây. Còn tôi là sinh viên trường đại học Vĩnh Viễn đến từ cơ sở Sài Gòn. Hôm đã tới đây có sóng chương trình tập 11 để dựng thế cho chương trình tiếp theo của nickname khác, của nick phụ khác của mình. Đó là VTV Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng chương trình ra mắt Group Việt. Group Việt này là ra mắt chương trình lần đầu tiên nha quý vị và các bạn. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 cho nên Group Việt năm 2021 kia thì cũng đã hoãn trong vòng hoãn thì cũng đã hoãn. Hủy tức là hủy ghi hình đấy. Hủy được ghi hình luôn. Chúng còn gì hết. Nhưng sao? Đây cũng là thời điểm là chương trình Group Việt năm nay chính thức ra mắt với khung giờ là 21 giờ thứ 6 trên HTV7 á. Và sóng chương trình ngày 14 tháng 1 năm 2022. Một cuộc thi rất là nổi tiếng và danh giá hơn. Để hy vọng sẽ có danh hiệu quán quân của Group Việt năm 2022, tức là mùa đầu tiên á. Ok. Vậy là clip ngày hôm nay kết thúc rồi. Xin hãy chào tạm biệt nha. Tạm biệt bộ sinh kết thúc tại đây. Đừng quên xem lại những khoảnh khắc tại đua xe Vietjet Mobile, các đấu loại cũng như là những điều giành chiến thắng trong vừa rồi. Còn là một giải đấu hấp dẫn, uy tín và đầy chất lượng hơn. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt.